đến Kiên Giang chính là bước vào thiên đường biển đảo đẹp nhất Việt Nam. Ngoài đảo Ngọc Phú Quốc, đảo Nam Du, đảo Hải Tặc, Hòn Sơn, Hòn Rái hay Hòn Tre, thì giờ đây Kiên Giang sẽ níu chân bạn bằng xã đảo Hòn Nghệ. Đây là hòn đảo mang vẻ đẹp bình yên, mộc mạc và thích hợp với du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên hoang sơ. Hòn Nghệ thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang là một trong những địa danh dần được biết đến nhiều hơn bởi vẻ đẹp tiềm ẩn và ai ai cũng muốn một lần khám phá phong cảnh non nước hữu tình này. Hòn Nghệ là một hòn đảo nhỏ nằm trên vịnh Hà Tiên thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Hòn đảo nhỏ yên bình này nằm cách thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương khoảng 24 km về hướng Tây Nam, nằm cách mũi Hòn Chông khoảng 15 km, cách quần đảo Bà Lụa 8 km. Tổng diện tích hòn đảo này chỉ khoảng 3,8 km2 với hơn 2.500 cư dân sinh sống. Hòn Nghệ như một viên ngọc quý thô sơ tuyệt đẹp, ẩn mình giữa vòng tay bảo bọc của mẹ thiên nhiên. Nơi đây chưa được du lịch hóa như những hòn đảo khác ở tỉnh Kiên Giang, nên vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên, nhịp sống mộc mạc của cư dân miền biển. Với những du khách thích xê dịch hoặc dân phượt, Hòn Nghệ là một điểm đến thú vị ở Kiên Giang. Du khách không chỉ được trở về với thiên nhiên trong lành, không khói bụi, mà còn được hòa mình vào cuộc sống của người dân trên đảo. Dù không quá nổi tiếng như Phú Quốc, Nam Du hay Hòn Sơn, thì Hòn Nghệ là một trong những hòn đảo đẹp nhất ở vùng biển Tây Nam Bộ. Kết cấu hòn đảo hình bầu dục được tạo thành từ đá vôi, cát và đá sa thạch. Địa hình chủ yếu trên đảo nhỏ là đồi núi và những bãi cát dài nằm yên bình nghe sóng vỗ. Theo nhiều bậc cao niên trên đảo Hòn Nghệ, không ai biết tường tận mà chỉ mang máng nhớ rằng trước đây trên đảo có một loại cây gọi là cây sặc, gần giống cây lao nhưng thân to, đặc ruột, mọc ở triền núi. Dân trên đảo thường lấy cây này để đan tấm che sạp thuyền hoặc làm vách nhà. Do sắc vàng đặc trưng như củ nghệ của cây sặc phủ kín đảo nên dân đi biển lấy tên Nghệ để định danh cho hòn đảo này. Cũng theo một số người dân địa phương cho rằng hình dáng hòn đảo được nhìn từ xa trông giống như củ nghệ nên dần dần người dân đặt tên là Hòn Nghệ. Tên gọi Hòn Nghệ thì trước đây nghe bà nội kể lại thôi. Bà nội kể lại là đương nhiên là cái hòn này là không phải là Hòn Nghệ, là cái hòn ngự là ông vua Gia Long ông đặt là cái hòn ngự, rồi kêu nó lai từ năm 30 tới giờ cái nó lai cái thành cái Hòn Nghệ luôn. Người khách thập phương người ta đi người ta thấy nó ở ngoài xa dòm thấy nó cũng như cái củ nghệ đó, người ta đặt luôn. Cái nguồn gốc hồi xưa thì tôi biết từ ngày bà nội ra đây thôi chứ trước nữa thì mình không có nắm rõ không. Thì bà nội ra đây 1930 tới năm 32 mới lên trên chùa, trên cái đỉnh Ngùi Chuông nó mới thành lập cái chùa tên là chùa Nam Hoa. Rồi sau này là ở thành phố Hồ Chí Minh ông về thượng ông mới xuống ông đổi tên lại là Liên Tôn Cổ Tự vì chùa cổ. Đó, bà nội thì bà là tu ở đây là từ hồi năm 30 đó, bà tu trong hang rồi sau mới thành lập được cái chùa. Hòn Nghệ là lý do là ngày xưa là trên đây, mà cái giả thuyết này khả năng đúng hơn, thì trên đây trên ở Hòn Nghệ là sặc nhiều lắm. Ngày xưa nó còn quan vu sặc, cây sặc nó nhiều lắm, sặc mình làm đót á. Rồi á là tới mùa là sặc nó nở hoa đó là nó vàng như nghệ. Cho nên là ta nói gọi là Hòn Nghệ. Thì qua tìm hiểu của mấy cái ông lão làng mà ngày xưa khai thác để kể lại đó, cũng gần đây vài chục năm thôi thì người ta phát triển làm rẫy thì cũng phá sặc nhiều lắm. Cho nên tôi nghĩ là cái giả thuyết mà cây sặc nó nhiều quá, nó sinh sôi nảy nở trước khi mà mình đến đây mình khai thác á, thì nó nhiều. Cho nên là chắc là nó sinh ra màu vàng như nghệ, cho nên là khả năng là Hòn Nghệ. Hòn Nghệ có khí hậu trong lành, mát mẻ, hệ sinh thái đa dạng, hầu hết đều còn hoang sơ. Phong cảnh đẹp nhất ở Hòn Nghệ tập trung ở núi Lầu Chuông, nơi có bức tượng Phật Bà khổng lồ trong tư thế uy nghi được xây dựng vào năm 1974. Với chiều cao 20 mét, tượng Phật Bà như một ngọn hải đăng định hướng cho những con tàu trên biển. Gần bức tượng có hòn đá chum kỳ lạ,
Khi lấy một hòn đá nhỏ gõ vào sẽ vang lên những âm thanh ngân nga như tiếng chuông chùa. Theo người dân Hòn Nghệ, có rất nhiều hòn đá khác ở hòn đảo này cũng có đặc tính như vậy. Tọa lạc trên đỉnh Lầu Chuông là ngôi cổ tự mang tên Liên Tôn, với cây bồ đề cành lá xum xuê sừng sững mọc giữa sân chùa. Ngôi chùa Liên Tôn nằm trong lòng hang sâu rộng, thuận lợi cho việc tĩnh tâm tu hành, nhưng quanh năm vẫn tràn ngập ánh sáng nhờ những cửa hang được mở ra nhiều hướng từ trên cao. Trên núi Lầu Chuông có rất nhiều hang động và đường đến hang nào cũng phải vượt qua nhiều vách đá tay mèo sắc nhọn như những bàn chông. Đảo Hòn Nghệ luôn tĩnh lặng với những bãi đá cùng sóng biển xanh trong, tạo nên bức tranh êm đềm với nhiều lồng bè nuôi cá bồng bềnh trên biển khơi. Bây giờ là ở đây đảo trên này là hết 80% là nuôi bè, lồng bè cá mú, cá bốp, cá nhạt này kia nọ, còn lại 20% thì đi câu mực, cái đặc mực. Cái đời sống của đảo thì bây giờ nó cũng giảm nghèo đi, là cũng hết 90% rồi, giảm nghèo. Hồi trước ở đây thì nghèo dữ, mới thành lập xã thôi. Bây giờ nó nghèo, giảm nghèo, đây còn chỉ có 5-6 hộ nghèo nữa hả? Thay đổi mới rất nhiều. Thay đổi là coi như là 60%. Hồi xưa là đi đường gành không à. Hồi xưa lúc mà ông già ra đây là tôi còn lội gành mà. Tôi còn đi đường gành. Sau này ra đây thì tôi mới có 2 tuổi thôi. Mà tới từng tôi 8-9 tuổi là tôi còn mắc lội gành chứ không có trên bờ, không có đường đi. Rồi từ từ mấy ông già mới ông khoét cái đường mòn á, đi đường mòn. Hồi đó cái dốc Mùi Chuông này chưa có nữa nè. Hồi tôi biết là đi vòng cái mũi nước ngoài đó. Đi vòng mũi nước đi vô bển. Rồi sau này mới khoét cái đường tam cấp chỗ này đi lên đi xuống, đường tam cấp. Rồi tới ngày hòa bình rồi cũng năm chín mấy vậy đó. Rồi 2002 chứ, rồi phải 2002 là mới làm được con đường bê tông nhỏ. Rồi tới 2008 nhà nước mới là làm được con đường bê tông bự kéo cột điện lưới quốc gia là ra tới đây. Trước đây Hòn Nghệ còn hoang vắng, chỉ có một vài hộ dân vì một lý do đặc biệt nào đó vượt biển ra sống bằng nghề đánh bắt cá. Nhưng bây giờ đảo đã có hơn 2.500 cư dân sinh sống ở hai ấp Bãi Nam và Bãi Chướng. Ngoài thế mạnh về đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, xã Hòn Nghệ còn có tiềm năng khác, đó là du lịch cần được đầu tư khai thác trong thời gian tới. Cư dân ở đây chủ yếu làm nghề khai thác hải sản, nhiều người thoát nghèo nhờ nuôi cá lồng bè. Đến Hòn Nghệ, chúng ta thấy những lồng bè nuôi cá dày đặc lên đên trên biển. Lồng bè nuôi cá mỗi năm phải dời ít nhất 2 lần. Mùa gió Nam là từ tháng 3 tới tháng 9 âm lịch, dời sang Bãi Chướng. Mùa gió Bắc là từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch, trở lại Bãi Nam nhằm tránh sóng, ảnh hưởng đến năng suất cá và tránh cho lồng bè không hư hại. Buổi sáng sớm hoặc chiều hoàng hôn, du khách có thể ra đây tắm biển và thưởng thức khung cảnh bình yên trên đảo. Hoạt động thú vị nhất ở đảo nhỏ này chính là câu hải sản. Chỉ cần chuẩn bị cần câu và một ít mồi là có thể ngồi hàng giờ trên những bè cá của cư dân kinh doanh dịch vụ du lịch và thu về chiến lợi phẩm là các loại cá mú đặc trưng của vùng biển này. Và Hòn Nghệ có một làng nuôi cá với cảnh đẹp mộc mạc, giản dị, quyến rũ người khác, lưu luyến không muốn rời đi. Làm thì cũng được 5 năm rồi, nuôi 5 năm mà nuôi trước đây là nuôi thương phẩm. Thì nói chung là thì trước khi có dịch bệnh thì nuôi thì cũng đạt yêu cầu, xoay sở cuộc sống gia đình được, trang trải cuộc sống. Nhưng sau khi có dịch thì cũng gặp không ít khó khăn. Và bây giờ thì em mới chuyển qua cái mô hình là vừa nuôi thương phẩm và nuôi mở bán du lịch là dưới làng bè để phục vụ cho bà con có du lịch hoặc giả như nhu cầu rồi đi chơi. Mình nấu nướng dưới bè để phục vụ cho bà con ăn uống, sinh hoạt, tắm hoặc câu cá. Trước nay khi bà con du lịch người ta có ra đó, hoặc người ta có muốn tham quan thì không có chỗ mà chơi. Hoặc là ngắm cá hoặc ngắm bè này nọ thì người ta không có dám, không có quen biết. Thì em mới từ chỗ đó mới nảy sinh ra cái ý định là mình phục vụ cho bà con này nọ đi có chỗ ăn, nghỉ này nọ. Thì mình thấy nó cũng đáp ứng của yêu cầu của khách du lịch thập phương.
Ở miền Tây, nhiều người không chỉ bị thu hút bởi các vườn cây ăn trái, các khu rừng nguyên sinh rộng lớn hay những món ăn đặc trưng, mà nhiều khi còn bị thu hút bởi các bãi biển, những hòn đảo, những món ăn thủy hải sản, dù đã được đi ở các địa danh nổi tiếng, nhưng mà vẫn bị cuốn hút bởi nó cũng chứa những hương vị quê hương mộc mạc, giản dị, mang hơi thở của cội nguồn, của chút gì đó xưa động lại sự yên bình. Hòn Nghệ là cái tên được đặt theo đặc điểm của người xưa, khi còn hoang vu, ít người ở vùng có nhiều cây sạc, một loại cây có làm vàng cả gốc rừng của đảo như màu nghệ, nên được lấy tên theo Hòn Nghệ là như vậy. Và cho đến hôm nay, vì dân cư nhiều nên cũng không còn nhiều cây này nữa. Tuy nhiên, khi đến với Hòn Nghệ, du khách sẽ thấy những bức tranh non nước hữu tình làm rung động lòng người. Em cảm thấy cái vùng du lịch này nó hoang sơ. Em cũng đã đi nhiều nơi nhưng mà địa điểm này rất là hứng thú với em. Nó giống như một cái hòn ngọc ở giữa khu vực này vậy đó. Người dân thì thân thiện, phong cảnh thì đẹp mà đồ ăn thì giá rẻ. Có nhiều thứ hấp dẫn với mọi người. Theo cư dân trên đảo Hòn Nghệ, hiện nay giao thông ra đảo ngày nay thuận lợi thông suốt. Đặc biệt, đầu năm 2017, điện lưới quốc gia được kéo ra đảo. Nhiều hộ đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh, xây nhà trọ, mở các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách, nhất là vừa khai thác nuôi cá lồng bè, vừa phát triển du lịch từ sản phẩm hiện có. Từ đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng lên, tạo nên sắc vóc mới cho đảo Hòn Nghệ. Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Nghệ, du lịch được xem là thế mạnh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trên xã đảo. Hàng năm Hòn Nghệ đón hơn 10.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch. Điều đáng nói là từ khi có điện lưới quốc gia, người dân trên đảo mở rộng cơ sở làm ăn, phát triển các loại hình dịch vụ để phục vụ người dân trên đảo và du khách. Các hoạt động giao thương, mua bán hàng hóa, nhất là thủy hải sản được phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, xã đảo Hòn Nghệ hôm nay, đời sống nhân dân giờ đây có nhiều đổi thay rõ nét, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Minh chứng nổi bật nhất cho điều này là thu nhập bình quân đầu người của xã gần 43 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1%. Chính sách đối với các đối tượng cần bảo trợ xã hội và người có công được thực hiện tốt hơn. Nhiều hộ dân Hòn Nghệ giờ xây nhà kiên cố khang trang, mở các cơ sở dịch vụ kinh doanh sản xuất với quyết tâm bám đảo, bám lồng bè nuôi cá để làm giàu. Từ đó, năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Qua đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ thì chúng tôi là chọn gọn thôi, hai khâu đột phá. Một là tiếp tục là đẩy mạnh cái du lịch biển, du lịch khám phá biển đảo. Cái thứ hai là cố gắng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cái nuôi trồng để là nó bền vững hơn. Cái thứ ba là đầu tư cái kết cấu hạ tầng để là đảm bảo là đời sống của dân sinh tốt hơn, rồi là nâng cao cái thu nhập của người dân thì thông qua cái phát triển du lịch, để ứng dụng cái trong cái nuôi trồng, là phấn đấu là để là tới năm 2024 là xã đạt cái là xã nông thôn mới nâng cao. Nắng chiều buông xuống, những chiếc xuồng bơi, xuồng máy thu mua dọc theo bến cầu cảng ra lồng bè nuôi cá hoạt động mạnh hơn. Lúc này cũng là lúc hoạt động giao thương diễn ra sôi động. Bình minh trên biển Hòn Nghệ đẹp thanh bình, tàu ghe đánh cá nườm nượp tới lui mua bán thủy hải sản trên biển. Tiếng máy nổ xình xịch, tiếng người gọi nhau ơi ới tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, huyền náo đầy sức sống. Ai đến Hòn Nghệ một lần chắc sẽ muốn quay lại vì sức quyến rũ của đảo Hòn Nghệ với khí hậu thật trong lành mát mẻ, cảnh vật yên tĩnh, đặc biệt là hệ sinh thái đa dạng với đầy đủ biển, núi, rừng và hầu hết đều còn hoang sơ với nhiều nét độc đáo riêng có của hòn đảo này.